Xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì xin giới thiệu với anh em một cái kính rất là mới, đó là kính Man Bằng. Trước kia thì giới thiệu rất là nhiều cho anh em những cái kính Cartier, giá thành rất là cao. Hôm nay thì trong cái phân khúc nó khá là dễ chơi, bình dân. Chiếc này thì em bán với giá là 7,5 triệu, trong cái tình trạng là new full book, rất là đẹp. Những chiếc như thế này thì em có số lượng rất là nhiều, cho nên là anh em có thể là mua tặng bạn bè hay là anh em, đồng nghiệp. Về cơ bản của nó thì nó vẫn là chất liệu Astat, như Astat và mạ vàng, chất liệu như acetat, chuôi đồi mồi, và các cái điểm này nó sẽ là mạ vàng. Kính Man Bằng thì anh em biết rồi, nó là một trong những cây rất là cơ bản của anh em văn phòng, nên giá cả nó sẽ rất là hợp lý để cho anh em chơi. Đối với những chiếc như thế này thì trước kia em bán khá là nhiều, có những chiếc là made in Italy, có những chiếc là made in Japan. Về cơ bản của nó thì chất lượng nó đều như nhau thôi. Bông hoa điểm tuyết của biểu tượng của Man Bằng. Anh em muốn hình ảnh chi tiết thì inbox trong Zalo của em, số điện thoại 0978 333 689. Xin cảm ơn anh em.